khoan xuống. Dạ. Nó khoan xuống mà như chân cái địa phủ. Dạ. Cái có cái con quỷ nó lớn lắm, nó chặn cửa đó. Rồi nghe ở dưới khóc rền hết chân. Rồi bây giờ nó đình khoan nó lên clip cho mình coi. Dạ. Nó lên cái clip ở dưới địa phủ á. À, cái đó là theo bà Bảy nghe đó cũng có 5.000 người khóc. Dạ. Mà vô có con quỷ lớn cũng như ông cọp lớn vậy đó, rồi chặn ở cửa, giữ cái cửa đó đó. Dạ. Rồi nghe khóc rồi cô Bảy nghĩ là 5.000 người chứ không hết. Khóc. Là cô nghe trong cái clip đó đó hả? Nghe trong cái clip đó đó. Là phan xuống trúng ngay chân cái địa phủ đó đó. Dạ. Rồi tự ở dưới hành hình mà người ta khóc vậy đó. Dạ. Rồi giờ đình phan đó. Vậy nó lên sao? Cái clip đó cho mình coi đó. Vậy sao? Có âm phủ. Dạ. Đó. Cô có trước giờ cô có nghe, con nghe bà con kể là có người đi thiếp về kể cái sự tình ở dưới âm phủ như thế nào đó, cô có nghe ai kể không? Cũng như con đi á, thì cái việc ăn cháo lú rồi lên thế gian này kia đó, cái chuyện gì người ta cho con kể, cái việc gì kể tự do, còn cái gì người ta cấm người ta không cho là con không có kể được. Vậy nếu đó mà con kể là con tai biến. Dạ. Cái đó là cái đó là người ta không nói được. Dạ. Còn cái... mặt đất ở đây nó mưa ướt dơ lắm nên cô Bảy ngồi giỏng nha quý vị, thông cảm nha. Dạ con chào cô Bảy. Yeah. Dạ thì thưa cô Bảy, hôm nay cũng đủ cái duyên lành cô cháu mình gặp nhau tại đây á, thì cô Bảy làm ơn chia sẻ giùm con á. Con biết cô Bảy á là dẫn đoàn đi núi đó để mà cúng, thì trước giờ là mình đi núi cúng để mình giải quả căn hay là sao mà cô dẫn đoàn đi núi cúng thường xuyên vậy cô Bảy? Cũng như mà trong cái gánh họ đó chết hưởng dương. Dạ. Phải về nhập cái con cháu đó rồi lên đó thì gửi chển nấu cơm cúng các cái thần, các Phật tiên. Rồi trong gánh họ điện bù hông đó đặng giá gian cho người ta về, người ta giảm cái đau ốm đặng bằng ăn. Đó, dẫn đoàn đi trước nữa thì dọn cơm cúng mà cho thần chư vị, rồi sau nữa xin cái nước cúng đó là giái gian cho trong cái gánh họ đó, xin gửi cái vong đó để ở lại tu. À, tại sao mà cô biết là cái người đó có vong đi theo? À, cô Bảy dòm là cô Bảy biết à. Ủa cô Bảy biết hả? Tại vì tu lâu rồi cái nó có cái điểm quang sáng. À, giờ mặt con biết hồi kiếp trước có cái hạnh tu hay không thì biết hết. Vậy đó ha. Gì đâu hay dữ vậy. Đó. Tại vì giờ thấy kiếp trước con xuống đây con đã có hạnh bố thí rồi, kiếp trước con ở chỉnh con tu rồi, con nghe một cái đĩa của thầy tổ rồi thì con ngộ đạo lại rồi. Dạ. Đó, quay đầu hướng thiện rồi, một là con có hạnh bố thí, còn hai nữa là con tu và giúp nước độ đời. Đó. À, mình tu mà mình giữ ở trong quê hương của mình yên ổn. Hai cái nữa, mấy anh ở ngoài tiền tuyến người ta giữ cực khổ, hợp với nhau để cùng giữ nước, lo giữ gìn, đặng bờ cõi lo tu. Đó. Vậy là con tu rồi thì cơm no áo ấm, cứ có ăn hoài ăn không hết. Dạ. Đó. Còn bá tánh á, cũng như á, hồi đó cô Bảy xuống thế. Dạ. Không có gieo duyên với bạn nhiều. Dạ. Thành ra bây giờ á, đi dìu dắt bá tánh rồi thôi, chứ không có bạn bè mạnh thường quân. Ví dụ như bây giờ mướn chiếc xe 3 triệu thì hai chị em 2 triệu căng ra thì không có. Dạ. Rồi thành ra cô Bảy phải đi bằng cỏ để xức tiền đó ra đặng mướn xe. Dạ. Nó vì cô Bảy không có ngủ trưa được, nhìn ra nằm thì thấy ba tánh khổ quá chảy nước mắt đó. Rồi tới chừng mình hết lao động nghỉ rồi thì cô Bảy ở nhà cũng buồn quá, rồi đi các nhà thuốc đi lại đó coi anh em có thận không mừng đặng gieo duyên thôi, chứ cô Bảy không có uống thuốc. Ừ, uống đi. Nước cúng không đi là đi phụ giúp tiếp anh em vậy ha. Cũng như coi dụ như ông Sáu, giờ ông Sáu nếu mà ông Sáu ông hút mùi quá cái ông nhắm mắt gì nè. Dạ. Là ông đau rồi đó, là kêu mấy đứa nó phải cho tiền mua nước biển. Dạ. Đặng vô đặng ông hút lại ông bú ba tánh. Dạ. Đó. Rồi khi từ ông Sáu có tiền tới giờ mừng. Dạ. Cũng bớt lo mà cũng bớt đi, hồi đó đi thường. Dạ. Lên nhà thuốc chỉnh sửa thường, còn đây là
cô Bảy cũng về, cũng trồng kiểng, trồng bông, mà cũng độ ba tánh là cái ở không mà mới đi, nó hơi lâu. Dạ. Đó, thì dịch bệnh này nhiều bà con người ta sợ, ta ở trong phòng không à, người ta không có đi ra, thì cứ việc cúng lại bình thường, rồi mà ăn bình thường không có gì hết. Nhiều bà con người ta sợ, người ta lại người ta tìm cô Bảy, mà nếu cô Bảy đóng cửa lại, cô Bảy ở trong phòng rồi đâu có ai nói chuyện cho người ta nghe. Phải dìu dắt người ta, mình là đệ tử của Phật, thì đệ Phật làm sao mình làm y gan vậy. Đó, đặng người nào cũng có Phật tánh hết, tùy theo ngộ sớm ngộ muộn thôi, chứ không phải người nào không có Phật. Phải dìu dắt lên từ đứa con nít, mà từ người lớn cũng phải đưa nâng đỡ cái tinh thần lên, đặng mặn ăn, đặng lo tu. Thì cô Bảy hồi đó giờ ra đời là nhiêu đó thôi, chứ cô Bảy cái lợi danh mà hồi đó thì người ta cứ thiếu gì, cô Bảy nhà anh em nghèo quá, cô Bảy đi có chồng không đành để ở lại nuôi cha mẹ cho hoàn thành hết, nuôi ba đời rồi đó, thì cô Bảy cũng mua nền nhà đồ xong hết trơn rồi, cô Bảy phân định hết rồi, giờ cô Bảy nghỉ, cô Bảy tu vậy hả con. Nghỉ tu đó. Thì cô Bảy cho con hỏi là hồi đó tới giờ là cô Bảy không có gia đình luôn hả? Hồi đó giờ cô Bảy không có gia đình, mà hồi cô có 18 tuổi thì có người cứ, rồi ông già ông hứa rồi cô Bảy đi cấy mới sinh ở nhà một bữa, nói ba giờ hầu đi, nếu gia đình ông mà cột đứt hết trơn mà 8-9 anh em ngủ dưới đất, không có ai đem vốn cho ông cất nhà đâu, để ông hầu đi rồi nữa chừng nào con có chồng cũng cho hay đó. Rồi cái cô Bảy bữa đó hầu, ông già ông khóc lắm, rồi cái cô Bảy tính nếu hầu rồi á thì hết cái tấp này tới tấp kia, cô Bảy cũng khổ, cô Bảy ăn tương. Ăn tương cái rồi ông già ông không có mua tương cho cô Bảy, thì cô Bảy uống nước dừa đi mằng à. Đó, rồi cô Bảy đeo sống tới giờ luôn, là ông thấy cô Bảy tu được là ông không còn giả cứ gì nữa hết. Vậy hả cô. Rồi cô Bảy nguyện trả trong cái cánh họ đó nuôi ba đời xong, rồi cô Bảy ước nguyện dẫn ba tánh đi 6-7 năm đặng mà dìu dắt ba tánh tu để sau này chết hết thôi, chứ cô Bảy không ước vọng gặp gia đình, mà không ước vọng cao sang chứ. Nhà nước cho cô Bảy cái nhà tường chế với nhà tường cô Bảy không cất đó, mà cô Bảy cất cái nhà to cô Bảy muốn đi đâu đi vậy. Đó, rồi cái cô Bảy cũng ở đậu đó, cũng như cái nhà nền đó giờ của ông bà. Thì cô Bảy thờ, rồi chừng cô Bảy chết rồi ai làm chứ cô Bảy không có hưởng trong cái họ đó cái gì hết. Khi lãnh quy hoạch rồi thì cô Bảy mua nền rồi xong hết rồi, cô Bảy xách cây dao với cái lưỡi hái, cô Bảy đi cắt lúa. Cô Bảy sống tới ngày nay đó. Ước vọng là thanh thản xong hết rồi đi 6-7 năm cúng trời Phật, rồi ước nguyện rồi ngày bỏ xác thôi. Vậy đó ha. Ước nguyện của cô Bảy vậy đó ha. Ước nguyện vậy đó. Hồi nào giờ không có bạn bè nam mà không có bạn bè nữ. Mà chỉ có lo tu thôi đó. Cô Bảy là mà cho con hỏi á, khi mà cô Bảy tu như vậy đó, rồi những cái hiện tượng của những cái người mà bị hành căn đó cô Bảy, vậy cô Bảy có cách nào giúp cho người ta không? Cái đó là cũng như á, nhiều khi ở Lâm Đồng đó nó điện vô. Bây giờ nó đau nó hành cái xác quá rồi, cô Bảy khuyên thôi bây giờ nghe cô Bảy trên cuốc điện thoại là lo tu đi. Rồi người nhà đó phải quy y cái người nhập đó, rồi từ từ nó giảm bớt rồi. Và uống giấy vàng của thầy. Giấy và giấy vàng uống vô là bắt đầu, hồi đó giấy vàng là một thang thuốc, còn bây giờ giấy vàng là uống chức tà. Vậy đó ha. Tỉnh Lâm Đồng bây giờ nó xài giấy vàng dữ lắm. Đó, uống giấy vàng của thầy đó là từ từ nó hết. Rồi còn con cúng một mâm cơm giá với củ quyền đó, dưới đất đai một mâm, cái tên đó đã mất cái hoạn nạn gì đó, thì củ quyền người ta ăn cơm người ta xem xét người ta coi cái dòng nào, nếu ở trong cánh họ người ta để được, để không để được người ta đuổi ra. Vậy sao đó, chứ không có bắt người ta bỏ ra, không có cơm ăn mà không có chỗ ở là người ta khóc mình mang tội. Vậy là cái dòng đó mình bắt bỏ ra thì không được ha. Không có cơm ăn mà không có chỗ ở. Rồi mang tội, phải khuyên người ta mà cúng cơm rồi cô quyền mới xem xét lại cái dông lạ vô, hay là dông trong thân tộc
Yeah. Đó, rồi người ta xem xét lại, người ta coi. Nếu dông lạ là người ta đuổi ra. Khi mình cúng là mình cúng làm sao? Mình cúng là giấy sao á? Cũng như giấy nay con tên gì đó mắc cái dông vậy, thì giờ thỉnh của quyền họ cha lại bốn lại, họ mẹ lại bốn lại. Dạ. Rồi xem xét lại cho bớt bệnh là của quyền ăn cơm người ta coi. Vậy ta đó. Coi trong cái người con ma lạ vô hay là hoặc khi trong cái họ. Dạ. Đó, rồi người ta xem xét người ta đủ. Dạ. Đó, chứ con không có đem thầy pháp, không có đem gì chữa hết. Dạ. Tại vì cái xác của người đó đó không tu. Cho nên con cháu cậu cô chú là người ta chết thưởng dương. Rồi của quyền mới cho vô cái xác đó. Dạ. Thành quả căn nặng tu. Vậy đó sao? Ừ. Chứ không phải dân không ta nhập được. Dạ. Đó. Cho nên cô Bảy đi cái đâu là trước cúng cơm các Phật tiên vua chúa, sau nữa các chư thần chư thánh, rồi xong rồi ở cô Bảy trở về không xin dư. Hồi đó giờ cô Bảy dẫn đi là không có xin. Dạ. Mà ngày hôm nay hai đứa này chơi bùa quá. Yeah. Cô Bảy mới xin với Ngọc Hoàng để một chai nước. Cô Bảy giải khung tại đó luôn. Yeah. Và cô Bảy cầm cái chai nước lên vậy, cái ly nước rồi. Tự cái ly nước nó rớt xuống mà cô Bảy khóc luôn, là trước như Ngọc Hoàng ta không cho. Cô này đã xài mùa quá lớn. Vậy sao? Cho nên không cho khung. Ai cũng khung được hết mà cô đó cầm ly nước rớt xuống rồi tự cô Bảy khóc luôn là không có khung được. Vậy là không giúp được. Không giúp được. Đó. Không là có cách nào vậy, không có cách nào giải sao? Cái đó cùng phương rồi, Ngọc Hoàng ta không cho. Vậy hả? Ừ. Cô này giá tỷ như xài bùa không nói gì mà cô này xài bùa người vô. Thì sau này cô này có chết đi nữa không đầu thai. Dạ. Cho nên người ta không cho. Vậy hả? Ừ. Không cho. Có cái bữa đó con Nhanh nó giống cô Bảy. Nó nói ừ, bây giờ chở một cái đứa bán nấm rơm, nó nhập như vậy không? Còn trong cái họ lê của nó bảy đời bị chém đầu chân mà nó không nói. Yeah. Cái lên cô Bảy, cô Bảy cổ phun cái nó chết queo, nó nằm nheo tầm đạo con nhóc cái chân. Yeah. Mà con Nhanh nó không biết kêu tên, nó kêu con nhỏ bán nấm gom cái tên gì kêu nó, mà nhà kêu tên chồng không. Yeah. Phải bữa đó nó nheo nó đi luôn xin rồi đó. Cho nên chư thần ta không cho giờ dẫn đoàn xe đi nữa. Vậy là bây giờ cô không có dẫn đi nữa ha, không dẫn đoàn đi núi nữa. Không có dẫn đoàn đi núi nữa. Yeah. Nhưng mà cũng phải đi, cái việc gì cúng kiến là phải đi cúng, còn cơm cũng cúng bình thường. Yeah. Đó, còn dẫn cái đoàn cũng như bây giờ thấy vậy thì chỉ người ta cách giấy cúng thôi, chứ không có dẫn đi như hồi đó nữa được. Không dẫn giống hồi đó ha. Ừ, tại thời kỳ khó khăn. Yeah. Mình tính theo khó khăn. Rồi bây giờ giả tỷ như có người mà đang đi theo sát đó cô bạn, có hiện tượng như thế nào mà cô nhìn cô biết được? Cũng như á, cái người mình là bình thường con mắt không có đục. Dạ. Còn cái người mà vô sát rồi đó con mắt láo liên à, mà trong con mắt đục hơn mắt người ta. Láo liên là liếc qua liếc lại ha. Ừ, liếc qua liếc lại đó. Giống như sợ. Như cái gương mặt mà lên đồng rồi nó khác, nó không có hạnh. Dạ. Dòm thấy nó khác, nó dễ biết. Dạ. Đó là bây giờ nói ra của quyền nào về con trên cháu nấy. Con đi con thấy cái hạnh bình thường đó ít đó, còn lên đồng nó bóng nhóc chứ. Dạ. Tại sao? Tại sao bây giờ là thời kỳ bây giờ con thấy là lên mượn xác nhập xác lên đồng lên bóng dữ rồi vậy? Bây giờ bên tà giáo nó giỏi lắm, nó linh lắm. Bây giờ nó lên đó nó xưng nó là bá chủ giỏi hơn thầy nữa. Dạ. Cho nên con ham linh con vô con thọ giáo là con lên bóng liền, uống ly nước là lên liền. Dạ, ngộ ha. Ừ, tại mình ham linh. Còn như mình theo thầy rồi đó, cái ý mình không chịu rồi đó, con không vậy đó, con ngồi con câu chứ bình thường không ai nhập mình hết. Dạ. Tại mình có chủ rồi. À, cũng như con tìm nơi nào đạo chánh thượng thờ thì thân sao cao quý, con chọn cái đạo nào là con quy y rồi thì nữa con chết Đức Phật Thích Ca cho thầy cứu là nữa đưa con quy y đâu đưa gì đó, chứ không ai nhập con hết. Tại vì con vô đó con thọ giáo người ta, con uống nước người ta, con mới lên đồng như vậy. Chứ không phải đường không con coi mà nó vô nhập không có. Dạ. Yeah. Nó tại mình chịu quy y theo đạo người ta. Dạ. Yeah. Đó. Còn mình á quy y rồi cứ việc ngồi coi bình thường. Dạ. Yeah. Không có gì hết. Dạ. Yeah. Ừ. Cái đó là tại mình đã thọ giáo, mình ham linh. Cho nên cái linh của mình đó thầy tổ người ta phải truyền cái ngũ báu của người ta.
Mà mình thấy đó rồi thôi, chứ mình cũng không nói gì. Mình coi rồi thôi, ai làm gì người ta hướng đấy. Đó. Chứ mình không có đạo nào thì cũng tôn trọng hết, đạo nào cũng đi thi hết. Con cảm ơn cô Bảy. Nhưng mà cô Bảy trước giờ cô Bảy đi núi bao nhiêu lâu rồi cô Bảy? Cô Bảy đi hồi đó là năm nay nó 40 năm rồi. 40 năm. Rồi cô có lần nào cô đi núi cô gặp cái chuyện gì lạ không? Theo trước giờ. Thì hoặc khi mình đi vô trong núi đó, con vô trong cái hang á, thì cái hơi của ông cọp đó thì nó ra cái hơi cũng như con ông cọp mới nằm đó mình vô. Còn cái điện bồ hông đó thì đi xuống cái hang, con đi ngược không à, cái lưng con đi lại đằng trước á, còn cái mặt đi lại đằng sau. Xuống dưới là thấy ổng mài đá ngang, mình hốt lên vậy nè, đá sáng dế luôn. Còn dấu giò á thì hồi đó đá mềm nó đi dấu giò dẫm vô trên đá nhấp ở trên cũng như trâu lừa về chuồng đó. Đó, cho nên cái hang đó, cô đó với chú đó thương nhau, cha mẹ không gả, mới nắm tay tự giận đó, cho nên điện bông ta gào cái hang đó rồi. Vậy là cái hang nó gào lại ha? Gào lại rồi, không cho xuống nữa. Hèn chi con nghe cô kể mà con chưa có từng tới đó. Cái hang hẳm sâu lắm. Con đi giả tỉ như cái lưng đi trước, tuột xuống lần trước. Rồi con nắm cây con tuột chứ cái hang hẳm lắm. Rồi xuống dưới hồi đó đá mềm. Cái rồi ông cọp về cũng như trâu về chuồng vậy, là nó dính trong đá luôn, là nguyên dấu dò lên hết vậy. Rồi cô đi là cái mùi của ông cọp cô biết hả? Mùi ông cọp biết. Mà hồi đó cái điện bù hông đó, cái cô đó người sẫm, tóc dài tới dưới đất nè, là cô ở thôi với cái ông đó người chung. Nếu mình ở tỉnh nào thì lên ký tên vô trong giấy, ông dòm câu chứ ông không nói chuyện. Là hai người đó ngủ đó thôi. Chứ nếu mình ngủ nửa đêm mình trên điện bù hông, mình thấy cọp với dâu rồi nó lên cái mình xỉu mình chết đi. Cho nên người ta không có cho mình ngủ. Chiều mình giếng rồi mình xuống núi. Đó. Cho nên hồi đó là cái người sẫm với người chung là ông già đó cỡ 80 tuổi ngủ. Chứ không ai ngủ trên đó được hết đó. Cho nên cô Bảy cứ ước nguyện đi núi chưa có hoàn thành. Tại vì cái lao động của cô Bảy, nếu bây giờ cô Bảy mần thì trong cái họ nó chanh ăn. Nó gậy lên cô Bảy tu không được. Thành ra cô Bảy mới nghĩ mần mướn bây giờ bất lực. Con mần mướn, con lấy chỗ này 1 triệu, chỗ kia 500. Con dẫn đoàn đi cúng mà con có phước lớn. Giả tỷ người ta không tu đi, mà người ta tu bằng con khuyên người tu, bằng con tu một kiếp gì đó, nó mau. Mà con đình bộ lại rồi, cái ở nhà nó đau hoài. Nằm ở nhà chứ nó đau. Mà con đi thì nó không đau. Đi cúng gì bất cứ cực cái gì đó thì nó cũng khỏe. Mà nằm ở nhà ha, nay chóng mặt mốt đau này mơi đau kia mà đi rồi về thoải mái. Tại vì mình hồi đó cô Bảy tu ở chảnh á thì nó chưa có thành chánh quả, phải nhận một cái số tiền số gạo của bá tánh quá lớn, thành ra chở xuống giường dắt bá tánh. Phải khổ cái thân rồi tới chừng mà cái hậu thi đó. Bây giờ người ta mượn cái xác cô Bảy. Tới chừng hậu thi rồi người ta trả cái xác lại cho cô Bảy. Đó, phải đi giường giác bá tánh. Nằm ở nhà thì cũng đau. Mà ăn bây giờ con cho bà Bảy ăn đồ cao cấp, chiều phải giả ăn trái dừa. Ăn là cũng như trái dưa leo, trái cà sắc chấm nước tương thôi, chứ ăn đồ lạ không được. Vậy đó. Không có ăn đồ nào cao cấp lạ hết trơn. Vậy là ăn giống như chú Sáu rồi. Ăn khổ hạnh vậy đó. Chứ không có ăn mà bữa nay nấu canh mê làm đồ ngon rồi không có. Nó ăn đơn sơ vậy đó. Rồi bị hồi trước mình cắt lúa mình lụm muối mình ăn rồi. Bây giờ mình ăn không được. Nó cũng teo bao tử rồi. Ăn một lần hay nữa lon cơm thôi chứ không có ăn nhiều. Cô Bảy làm ơn cho con hỏi á. Trước giờ cô Bảy con nghe là nói là có cái cõi âm phủ, và cũng có là người thì nói không có. Cũng như hiện tại bây giờ á, nước Nhật Bản nó khoan xuống. Nó khoan xuống mà ngay căn cái địa phủ. Cái con quỷ nó lớn lắm, nó chặn cửa đó. Rồi nghe ở dưới khóc rền hết chân. Rồi bây giờ nó đình khoan nó lên clip cho mình coi. Nó lên cái clip ở dưới địa phủ á. Cái đó là theo bà Bảy nghe đó, cũng có 5.000 người khóc.
mà vô có con quỷ lớn, con dòng cọp lớn vậy đó, rồi chặn ở cửa, giữ cái cửa đó đó. Rồi nghe khóc, rồi cô Bảy nghĩ là 5.000 người chứ không hết, khóc. Con nghe trong cái clip đó đó hả? Nghe trong cái clip đó đó, là phang xuống trúng ngay chân cái địa phủ đó đó. Rồi tự ở dưới hành hình mà người ta khóc vậy đó. Rồi giờ đình phang đó, nó lên cái clip đó cho mình coi đó, có âm phủ. Rồi cô có trước giờ có... cô có nghe, con nghe bà con kể là có người đi thiếp về kể cái sự tình ở dưới âm phủ như thế nào đó, cô có nghe ai kể không? Cũng như con đi á, thì cái việc ăn cháo lú rồi lên thế gian này kia đó, cái chuyện gì người ta cho con kể, cái việc về kể tự do, còn cái gì người ta cấm người ta không cho là con không có kể được. Vậy nếu mà con kể là con tai biến. Cái đó là cái đó là người ta không nói được. Còn cái nào người ta cho nói là con nói, còn mấy cái nào mà dặn mấy cái câu đó đừng nói là gì là đừng nói. Là đó giờ cô có từng đi thiếp lần nào chưa? Cô Bảy không có đi thiếp. Cũng như cô Bảy nhìn mặt, nhìn người là cô biết có duyên tu hay là không à, chứ còn đi thiếp là cô Bảy không có đi thiếp. Vậy ha. Với nhìn cái gương mặt đó, coi coi kiếp trước có tu không, với hai nữa có hạnh kiểm không, rồi xuống đây làm nghề gì. Ví dụ như con xuống, tại sao con cầm 50.000 với 100.000 con đưa con bố thí gì con không tiếc. Là hồi trước con ở chảnh con có tu rồi, xuống đây cái hạnh thí rồi con bố thí con giúp con không tiếc. Còn nhiều người cầm giấy 500 với giấy 50 với 100 tiếc là không bố thí được. Đó cho nên á, cái gốc mình xuống đây á là mình có tu là mình có nhân duyên với Phật rồi. Rồi kiếp này mình tu lại. Còn thầy nói á, con nít á, đoàn hậu tấn của tôi nhỏ nhỏ không à, nó không thấy hình thầy, nó không thấy mặt tôi, mà nó lên đây nó trả nghiệp rồi là tu đắc quả hết. Thế đoàn nít bây giờ đó. Nó để rồi con nít á, giá trị đám dỗ, con múc ra cho nó ở dưới điểm thì con múc đồ ăn đủ, còn con cho nó ngồi bàn thì cũng ngồi đủ, chứ con múc đồ cặn cho ăn tội. Tại vì ông bà mình đã đầu thai lên mà con không biết là chú bác gì cho ăn lộn xộn tội. Thế con cho ăn cái điểm con cũng múc đồ ăn đầy đủ, mà con cho ăn cái bàn con cũng múc đầy đủ nữa. Tại hồi đó thì các giảng viên học pháp mới được nấu pháp, còn bây giờ đoàn hậu tấn nó không học mà tự nó phát ra hết. Mấy đứa nít giờ nấu pháp không à. Đó là người ta có tu rồi, còn người ta mượn cái xác đó vô là người ta thông minh rồi, tự người ta mà lên đĩa làm tự thuyết pháp. Cô Bảy làm ơn cho con hỏi á, là cũng như á, bây giờ á, Đức Thầy á, là cấm nói thiên cơ, mà tại sao bây giờ người ta lại nói thiên cơ nhiều vậy cô Bảy? Nói thiên cơ nói gì là có ảnh hưởng gì tới có ảnh hưởng đạo không cô Bảy? Vì thầy nói á, là tu cái này là tu quốc vương, có vợ có chồng là tu tứ ân ha, đặng mà lo làm ăn. Còn nếu con bàn thiên cơ rồi đó, con về con tu không được, mà con bằng không được, mơi này con có con đói rồi đó, không ai cho ăn, chính cái bản thân trong gia đình con là trụ cột mà con buông con không bằng rồi, người khác đem ra cho mình sao được. Đó cho nên nói ra cái thiên cơ rồi đó ai cũng đều lao sao hết. Vì cái chánh trị chánh quyền không cho là dân chúng lao sao mà ăn không được. Cái kinh tế phải tuyệt vệ, thành ra người ta không cho nấu. Nhưng mà con không tu, nhưng mà con coi cái thời sự, cái thời sự chiều là nó chiếu đó, là mấy người trí thức người ta sắp xếp hết trơn. Còn con nghe thầy nấu mí chứ người trí hiểu liền. Đó, những cái bài ở trong cái cuốn giáo lý, cái bài đọc chuông và cái bài thi thơ nó ngắn. Thì thầy chỉ còn hơn cha mẹ nó. Nhưng mà cái người ta tu lâu rồi đó, ta dòm sơ qua là người ta biết con tu thiệt tu giả rồi. Rồi con có tiền hay không rồi đó, rồi con có thương người hay không rồi đó. Chứ người ta không có cần cái ngồi mà uống nước trà bàn gì. Cho nên cứ anh em thương nhau, ví dụ như anh em nghèo con nâng đỡ lên, rồi khi không có tiền con cũng đưa hột gạo, tiền đau ốm, đó là quý rồi đó, đó là tu rồi đó. Đó khỏi cần đi đâu chi cho xa. Giờ ở như cái ông đó đó, ổng tính giàu lắm, ổng tính cho ông ngọ đi nhà thương mà gặp rồi á, ổng đi lại là ông này mua cái hòm rồi. Nó cho không kịp. Nó cho nên á, con bố thí rồi đó, giúp cho
kẻ đấu mới nhẹ mới nhầm, cơn loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, hơn đúc chuông đồng Phật bự, chùa bây giờ dư tiền rồi, còn những bá tánh bây giờ mà ăn không được, gia đình mười mấy người, bảy tám người không có cơ sở làm, không có gạo nấu. Là con đưa vô cái người ta mừng dữ lắm, còn con đưa vô cái nhà giàu cái nữa, người ta đủ ăn rồi nhận chi cho mắc nợ. Đó, yeah. Con đưa vô mấy cái người nghèo là người ta mừng dữ lắm mà. Yeah. Đó, bây giờ đa số hả rớt cái mặn ăn, rớt cái kinh tế dữ lắm. Miền Bắc, miền Trung bây giờ nó có đất, nếu mà nó thiếu nợ nó bán đất, bán mặt bằng có giá. Còn miền Nam mình bây giờ đất đâu bán? Đất manh manh không, khổ. Đó, cho nên á cái xóm người ta khổ, con đem gạo con cho, con nâng đỡ lên, cái tỉnh mình khổ. Rồi mai mốt nó không còn chậm nữa. Đó. Con khỏe không? Con chở đi biệt ngàn xăng giả, con bố thí không còn ở đây, nó ăn cắp đồ gì để ăn cắp đồ gì để ăn cắp. Rồi lớp người ta chết mà không có hòm mà chôn nó, hồi đó con biết không? Có một chỉ vàng mới mua được cái hòm mới liệm được. Còn bây giờ chết ha, người ta cho hòm, cho đất, cho đồ, chứ hồi đó chết khổ lắm. Dạ. Yeah. Khổ lắm. Vậy không? Đó. Cảm ơn cô. Vậy là cô có cái lời khuyên nào cho tất cả quý đồng đạo đừng nói thiên cơ đúng không cô? Có. Dạ. Nhưng bây giờ á, bảy cũng khuyên các anh em có cái lòng tâm đạo, lo tu, lo màn ăn để trợ giúp cho những người đói khổ, chớ đừng có bàn qua thiên cơ rồi anh em buồn bã màn ăn không được, cái kinh tế phải kiệt quệ. Dạ. Đó, cái đó là đưa cái tinh thần lên, ví dụ như anh cũng đưa em lên mà em cũng đưa anh lên là nó vui vẻ mà ăn rồi, chớ cái kinh tế từ đây sắp tới là khổ lắm rồi. Dạ. Không có tiền mà nhà cửa cũng phủi tay không, mà chừng nào phủi đất nước này người ta bỏ mình bỏ hết, còn đương không mình bỏ là mưa bão sụp rồi nhà đâu mình ở. Dạ. Đó, cho nên mình phải xây dựng lên cho có cái nhà ở thời kính ông bà, mình lo mà ăn tu, kẻ buôn bán, còn người mà ruộng gãy đó rồi cũng lo tu, rồi chừng nào tới đâu hay tới đó. Chứ con anh em này người ta đương mình, cái con lại con nói cái anh em ta buồn ta không mừng. Yeah. Đó là cái kinh tế không có mừng cái gì được hết, kiệt quệ ha. Kiệt quệ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cô Bảy. Thì qua đây cô Bảy có cái đoạn sám giảng nào để tặng cho quý đồng đạo luôn không cô Bảy? Cũng như hầu trước kia đó thì cô Bảy đọc giảng. Yeah. Cho nên người chị dâu á, anh em khuyên anh em gắng lo làm ăn. Yeah. Đó. Rồi tới ngày chung cuộc thì gặp thầy tổ. Dạ, yeah, cảm ơn cô Bảy. Tới ngày chung cuộc gặp nơi và cảnh. Dạ, yeah, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cô Bảy nhiều nha. Chúc cô Bảy sức khỏe nha. Đó. Rồi, chúc anh em bà con cũng mạnh giỏi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, qua cái đoạn video này, Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể vị và các bạn lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ, Nam Mô.